Có khi nào trong vòng đời vội vã, ta bất ngờ gặp và rung động với một người, rồi bất ngờ bố mẹ lại giúp chúng ta mở toang cánh cửa bí mật của chính họ? Sau tất cả, liệu tình yêu đích thực có chiến thắng? Hãy đón xem Căn phòng bí mật. Xin chào mọi người, thì mình tên là Tham Giang. Năm nay là mình 20 tuổi và hiện tại đang là sinh viên của trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ chính trong căn phòng bí mật của chúng ta ngày hôm nay là Nguyễn Thị Thanh Giang, cô sinh viên trẻ trung, xinh đẹp, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chương trình khám phá thật nhiều điều thú vị xung quanh sở thích và tính cách của cô nàng này nhé. Sở thích của mình cũng khá là đơn giản vì mình là một người rất là thích ngủ. Ngoài ngủ ra thì mình còn thích đi dạo, rồi đọc sách, thích chơi với chó và mèo. Mình nuôi rất là nhiều chó và mèo, toàn bộ là do kiểu mình lượm ngoài đường về và mình thấy nó tội nghiệp là mình cứ nuôi nó lớn, bây giờ đàn chó cũng 10 đứa, 10 con. Chà, cô nàng còn trẻ như thế mà đã có một trái tim rất nhân hậu, biết thương yêu các động vật cơ nhỡ rồi. Chắc hẳn với tính cách này của Thanh Giang sẽ làm rất nhiều chàng trai si mê đây. Vậy không biết Thanh Giang đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nhỉ? Và mối tình nào là ấn tượng nhất với cô nàng? Hiện tại là mặc dù 20 tuổi nhưng mà em vẫn chưa có một mối tình bắt vai nào hết á. Tại vì tính em cũng khá là khó, cũng không phải là không ai theo đuổi mình. Về ngoại hình thì em chấm mình là 9 trên 10 điểm. Em cũng khá tự tin về bản thân. Thiệt ra người theo đuổi mình cũng khá là nhiều nhưng mà mình tìm hiểu thì cứ thấy họ không hợp và mình chủ động ngừng lại và tìm hiểu đối phương khác mà tới giờ vẫn chưa có ai hợp hết. Wow, một cô nàng xinh đẹp như vậy mà lại chưa trải qua mối tình nào, có phải tiêu chí chọn người yêu của Thanh Giang quá cao không? Vậy mẫu người như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Giang nhỉ? Đến chương trình này thì em muốn tìm được một người bạn trai phù hợp, không yêu cầu về ngoại hình của bạn trai nhiều, chỉ cần là con trai và cao hơn em là được rồi. Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng để chinh phục được Thanh Giang chắc chắn sẽ rất khó để các chàng trai ạ. Mong rằng ở căn phòng bí mật, Thanh Giang sẽ thể hiện hết mình để rút về một anh chàng người hợp ý nhé. Đồng hành với Thanh Giang ngày hôm nay sẽ là cô Minh Dinh, chính là mẹ của Thanh Giang. Cùng nghe mẹ Minh Dinh chia sẻ về con gái cưng của mình nào. Ở nhà Giang là người như thế nào và điều gì ở Giang khiến mẹ tự hào nhất? Xin chào mọi người, mình tên là Minh Dinh, mình là mẹ của Thanh Giang. Hôm nay hai mẹ con rất là vui đến với chương trình này. Thật sự thì mình cảm thấy tự hào về con gái của mình. Về ngoại hình đi. Về ngoại hình con gái của mình thì nói chung là cũng được, cũng 90 điểm rồi đó. Về thứ hai nữa là cái tính nết của con gái mình rất là ngoan, hiền. Đi học thì thôi chứ về tới nhà là phụ việc nhà mẹ hà. Cứ cơm nước, giặt giũ, lau nhà gì dành làm hết trơn, không có cho mẹ làm. Bởi vậy thương lắm, thương nhất là cái chỗ đó đó. Một điểm nhỏ nhỏ vẫn chưa hài lòng đó là đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Hơi khó một tí, hơi kén chọn một tí. Đúng là mẹ nào con nấy. Chắc chắn Thanh Giang được thừa hưởng nhan sắc cực phẩm từ mẹ của mình rồi. Vậy thì không biết chàng rể tiêu chuẩn của người mẹ vợ xinh đẹp này là như thế nào đây nhỉ? Bản thân mẹ chỉ mong con gái mình tìm được một đối tượng phù hợp với con gái thôi. Chỉ cần con gái cảm thấy thích là được. Chứ bản thân mẹ cũng không có yêu cầu phải đẹp trai hay là nhà giàu hay là học giỏi hay là bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần con gái cảm thấy thích là mẹ đồng ý. Liệu rằng hôm nay Thanh Giang có tìm được ý chung quân của mình hay không đây? Một chàng rể khiến mẹ Minh Dinh thật sự hài lòng. Hãy cùng đến với chàng trai đầu tiên và tìm hiểu xem đó là chàng trai như thế nào nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Hữu Thịnh, năm nay mình tròn 20 tuổi và công việc của mình là nhà sáng tạo nội dung. Hữu Thịnh, 20 tuổi, một tiktoker trẻ trung với gương mặt khá là điển trai. Cùng xem chàng trai này chia sẻ điều gì về bản thân mình nhé. Mình tham gia được rất là nhiều phim truyền hình và YouTube. Mình được top 3 chương trình game show đệ nhất Hài Việt. Rất là vui khi mà cái độ tuổi này mình đã được nhận những cái giải thưởng như vậy. Mọi người xung quanh nhận xét mình là một con người mạnh mẽ, nhìn bên ngoài mạnh mẽ nhưng mà thực sự bên trong rất là yếu đuối. Cuối năm lớp 6 đó là gia đình mình có một biến cố là cha mình bị gạt, kiểu như nói chung là phá sản luôn.
thì lúc đó là mình phải tự bươn tự chải. Cuối năm lớp 9 thì mình đã muốn là nghỉ học để đi kiếm tiền lo cho cha mẹ, nhưng thực sự là cha mẹ không có cho. Và cuối cùng thì mình cũng đã cố gắng. Sau năm lớp 12 thì mình đã có một kênh TikTok. Thu nhập chính từ kênh TikTok đó là từ năm lớp 12. Cuộc sống hiện tại của mình thì bây giờ là nói chung là cũng đủ ăn, đủ uống, cũng dư giả được một tí để có một khoản dư. Chà, có vẻ như biến cố quá lớn trong cuộc đời đã tạo nên một cửa Thịnh bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối như vậy. Nhưng nói cho cùng thì Thịnh vẫn là một chàng trai vô cùng bản lĩnh khi đã vượt qua tất cả. Vậy thì không biết Thịnh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nhỉ? Và đâu là mẫu bạn gái lý tưởng của anh? Trong tình yêu thì Thịnh là một người là rất là nhút nhát, nhưng mà sẽ rất là khó tính nha, không được nói dối mình. Thật sự thì trong suốt 20 năm nay mình chưa trải qua một mối tình nào hết. Cho nên nếu như hôm nay mình có được bạn nữ chính chọn thì mình sẽ cố gắng để mình gìn giữ cái mối tình đầu tiên của mình. Tiêu chí để chọn một người con gái của mình á, thì mình rất là thích người con gái đó là dễ thương, ngoan, hiền, hiếu hảo với cha mẹ. Vậy là đủ rồi. Để tham gia với Hữu Thịnh ngày hôm nay còn có mẹ của anh, cô Trần Thị Tuyết. Cặp mẹ con tình cảm và đáng yêu quá đi. Không biết trong mắt mẹ Tuyết, cậu con trai Hữu Thịnh là chàng trai như thế nào ta? Tôi là phụ huynh của Hữu Thịnh. Hôm nay tôi tới với chương trình tôi rất là bất ngờ, vì không nghĩ là con trai tôi ngày càng trưởng thành như vậy. Con tôi là một đứa con trai mà tôi rất là yêu thương, rất là hãnh diện vì con biết vượt lên chính mình, con cố gắng từng ngày. Cũng không ngờ là mình lại có một đứa con nổi tiếng như thế. Tôi hài lòng với con tôi lắm. Nhiều lúc thì cũng rất là quan tâm đến mẹ, cũng hay tâm sự với mẹ, cũng lo cho gia đình. Nên là đến giờ này thì con chưa có được một mảnh tình vắt vai. Có thể thấy được sự tự hào tràn ngập trong ánh mắt của mẹ Tuyết khi nói về con trai của mình. Vậy không biết tiêu chuẩn của người mẹ này về con dâu của mình là cô gái như thế nào đây? Đến với chương trình thì cũng hy vọng là con sẽ tìm được một người bạn gái hiền lành, thùy mị. Nói chung là một người phụ nữ cho gia đình, nhưng mà cũng phải cần có một công việc để nuôi sống bản thân mình và cho cái hạnh phúc nhỏ của mình. Cả hai mẹ con Hữu Thịnh đều đã nói lên mong ước và tiêu chuẩn về cô con dâu cũng như người vợ cho mình rồi. Vậy chúc cho hai mẹ con sẽ có được thật nhiều những cảm xúc tuyệt vời trong lần góp mặt ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chàng trai số 2 ngay nào. Hai, xin chào mọi người. Mình là Thanh Dào, sinh năm 95. Hiện tại công việc của mình là nhân viên kinh doanh cho một cái nhà hàng ở quận Nhất. Wow, diện mạo của anh chàng số 2 đã lộ diện. Một anh chàng khá là chững chạc và điềm đạm. Thế nhưng không biết bên trong chàng trai này là con người như thế nào đây? Mọi người xung quanh thường nhận xét mình là vui vẻ có, nhưng mà hay nhây, ưa đem cái nhược điểm của bạn bè ra chọc. Nhưng sau đó thì vui, mọi cũng sẽ vui hết. Chà, có vẻ như Thanh Dầu là một chàng trai hài hước, luôn mang tiếng cười đến cho mọi người. Liệu rằng đằng sau những niềm vui ấy có ẩn chứa những nỗi buồn nào không nhỉ? Cái giai đoạn khó khăn nhất của mình vào năm 2010, giai đoạn đó là mọi thứ đều sụp đổ. Mình bị trầm cảm, mình phải đi điều trị, xuất phát từ chuyện tình cảm mà ra hết. Trước đó là mình có quen một cái bạn đó, yêu rất là nhiều luôn. Nhưng mà vì một cái thời điểm đó là hai đứa còn quá trẻ, chưa có định hướng được trong cuộc sống và tương lai, cho nên là đã đi quá giới hạn. Thì bạn đó bị sốc về tâm lý, rồi sau đó thì bạn đó mới đi qua nước ngoài sống để thay đổi môi trường, lập gia đình ở bển, là mọi chuyện đã kết thúc. Còn mình thì bên đây mình cố gắng, mình xây dựng lại từ cuộc sống, từ tính cách. Những vấp ngã, những sai lầm của tuổi trẻ trong tình yêu là không tránh khỏi. Vậy giờ đây, sau biến cố to lớn đó, Dầu mong muốn tìm cho mình một mẫu người bạn gái như thế nào? Nếu mà có duyên á thì gặp được bạn nữ, thứ nhất là hiểu chuyện, không cần giàu nghèo đâu, nhưng mà phải hiểu chuyện. Hai đứa phải tương tác nhau trong sinh hoạt, đời sống, phải tạo hiệu ứng. Quen nhau lâu ngày cũng sẽ cãi vã thôi, nhưng mà đừng có đi quá giới hạn. Đừng có cái kiểu là những lúc nóng nảy quá, lôi cha, lôi phụ huynh ra chì chiết này kia nọ, thì cái đó là mình không thích như thế. Cá tính cũng có mà hơi một chút dịu dàng, nhưng mà đừng có bánh bèo quá.
Ngày hôm nay, mẹ của Thanh Dầu, cô Lệ Thủy cũng đã đến để bổ trợ cho con trai mình. Cùng nghe cô Thủy chia sẻ về chàng trai này nhé. Tôi tên là Lệ Thủy. Hai mẹ con tôi rất vui khi đến với chương trình Công Phòng Bí Mật này. Con của tôi là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có năng lực cuộc sống, có trách nhiệm với lại công ăn việc làm, lễ phép, hòa thuận với mọi người, đặc biệt là tôn trọng cha mẹ. Trong cuộc sống thì gặp nhiều khó khăn thì mẹ con tôi vẫn thường hay tâm sự và chia sẻ. Nếu nói việc mà chưa hài lòng thì con tôi thì nó còn hơi nhút nhát trong tình cảm. Đấy, thế thôi. Chứ tôi thấy con tôi là ok, số 1. Đúng là trong mắt mẹ, con trai luôn là số 1. Vậy thì không biết một người con dâu như thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của mẹ Thủy nhỉ? Tôi muốn tìm cho con tôi một người bạn gái hiền diệu, biết chăm lo gia đình và thấu hiểu. Hy vọng hôm nay hai mẹ con tôi sẽ thành công. Tiêu chí rất rõ ràng rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ được như ý của mẹ nhé. Vậy là chỉ còn một ứng cử viên cuối cùng của hôm nay nữa thôi. Chàng trai nhà số 3 sẽ có diện mạo và tính cách ra sao đây? Cùng hồi hộp đón chờ nhé. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Cao Văn Quy. Năm nay mình 22 tuổi. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mình đang theo đuổi ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích lớn nhất của mình đó là bóng đá và ca hát. Wow, một chàng ca sĩ tương lai đấy rồi. Gương mặt thư sinh trong bộ vest lịch lãm cũng ấn tượng đấy chứ nhỉ. Văn Quy ơi, hãy chia sẻ thêm cho mọi người biết về bản thân của mình đi nào. Mọi người thường nhận xét mình là một người khá là trầm tính và lạnh lùng khi tiếp xúc lần đầu tiên. Nhưng mà thực ra bên trong mình là một người rất là hài hước và nói cực kỳ nhiều. Nhưng mà đấy là đối với những người mà mình đã thân rồi. Trong tình yêu mình là một người yêu rất là chân thành và cuồng nhiệt. Đôi khi mình lại có tính sở hữu bạn gái một chút. Văn Quy đã chia sẻ rất thẳng thắn về quan điểm trong tình yêu của mình. Vậy thì không biết chàng trai này đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nhỉ? Có vẻ cũng khá là kinh nghiệm đó. Vậy của bạn gái của anh là người như thế nào? Mình là một người trải qua khá là nhiều mối tình rồi. Nhưng mà kết quả thì chưa đi đến đâu. Và hôm nay đến với chương trình, mình mong muốn tìm được một người bạn gái chỉ cần chân thành với mình và gia đình mình là được rồi. Nhìn một xíu cũng được. Các cô gái nghe rõ nhé, chỉ cần chân thành là chiếm được trái tim của chàng trai này rồi. Không biết hôm nay Văn Quy đến đây cùng ai nhỉ? À đấy rồi, cô Mai Ly, mẹ của Văn Quy đã tới với con trai của mình rồi. Xin chào cả nhà, mình tên là Mai Ly, mình là mẹ của Văn Quy. Hai mẹ con mình rất là vui khi được tham gia chương trình. Con trai Văn Quy của mình thì bạn rất là rụt rè vì con tập trung vào việc học tập và rèn luyện sức khỏe. Ngoài công việc học thì về nhà, con là người rất là có hiếu, biết phụ giúp gia đình. Cô Mai Ly ơi, điều gì ở con trai mình khiến cô tự hào nhất thế? Và tiêu chuẩn để cô chọn con dâu là như thế nào? Điểm tự hào nhất về con trai là con trai học rất là giỏi, điển trai. Và về ngoại hình thì bạn gái chỉ là dễ nhìn là được. Chỉ cần là bạn biết đối nhân xử thế. Về nhà thì tôi có thể là chia sẻ với con dâu là mỗi ngày mẹ con gắn kết và tốt hơn. Và tôi hy vọng hôm nay hai mẹ con tôi đến với chương trình, tôi sẽ chọn được cho cậu con trai một bạn gái và một con dâu rất là hiếu thảo, vui vẻ và hạnh phúc. Ba chàng trai, mỗi người một vẻ, một điểm mạnh khác nhau nhưng đều mang tới đây một trái tim chân thành, mong muốn tìm được nửa kia của đời mình. Vậy thì để xem ai sẽ là người vượt qua được thử thách đầu tiên của chương trình mang tên Căn Phòng Hoàn Hảo. Tại thử thách này, lần lượt từng phụ huynh của các chàng trai sẽ giới thiệu cho nhà gái về căn phòng của con trai mình. Qua đó, nhà gái sẽ phần nào hiểu được tính cách, sở thích cũng như điểm mạnh của mỗi chàng. Căn phòng nào sẽ được mẹ nhà gái ưa thích và lựa chọn, cùng đến với căn phòng đầu tiên của Hữu Thịnh nhé.
chào chị Sui. Chào cháu gái. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tuyết. Tôi là mẹ của cháu Phạm Hữu Thịnh. Hôm nay tôi sẽ dẫn hai mẹ con tới căn phòng của cháu nhé. Căn phòng màu hồng. Cháu rất là thích màu hồng. Cháu ở rất là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Ngăn nắp gọn gàng là mình thích à? Em rất là ghét màu hồng. Em chỉ thích sự đơn giản, ví dụ như màu đen, màu trắng thôi. Giờ tướng tá cũng đẹp trai giống ba. Thành ra là cũng lọt vào mắt xanh nhiều cô gái. Nhưng mà thực sự là cháu chưa biết yêu bao giờ. Trong phòng thì cháu lại có cái cây để mà mình tự sướng ấy. Nói chung là tôi cũng không có rành lắm, nhưng mà cháu thích quay tự sướng nên là thích lên mạng. Chắc cháu cũng có một cái kênh gì đấy mà nếu mà cháu gái hay lên mạng thì lang thang lên mạng là cháu sẽ gặp mấy cái clip của con trai cô. Công việc TikToker á, em nghĩ là cũng có thu nhập khá là cao, nhưng mà đối với em thì nó sẽ không ổn định. Mà được cái là vui tính nữa. Nếu mà con á mà có duyên á với con trai của cô á thì con trẻ hoài à, trẻ giống cô á nha. Cho phép em hỏi một câu nha. Hồi nãy em có nghe chị kể á là con trai chị thích màu hồng, rồi có cái cây tự sướng nữa. Sao em nghe chị kể từ đầu tới cuối, sao em đánh dấu hỏi trong lòng. Có khi nào chị hỏi lại cái giới tính của con chị không? Có khi nào chị nghi ngờ là... Sao em thấy cái sở thích, từ cái sở thích cho tới cái tính cách, sao thấy em nghe giống nữ quá à? Ồ, cái này là không có nha. Thật sự là không có. Tại vì con mình thì mình biết chị. Tại vì cháu là rất là tự lập mà rất là rõ ràng luôn. Cũng khó tính chứ không phải là dễ tính đâu. Nhưng mà do là cái công việc rồi là công cụ, và cháu lại thích con nít nữa, thành ra là cháu lại thích màu hồng. Thậm chí là trong phòng cháu còn có nguyên một cái con gấu bông màu hồng nữa, và rất là thích ôm cái gấu bông màu hồng ngủ. Mà nếu mà con mà là con dâu của cô á, chắc là cũng được cưng chiều như con gấu đó. Đàn ông con trai mà thích gấu bông rồi thích màu hồng nữa, sở thích của con gái mình xem ra nó còn mạnh mẽ hơn cái anh chàng này nữa đó. Em ấn tượng được mỗi con gấu bông thì tại vì em cũng là một người rất là thích gấu bông và thích sưu tầm gấu bông á. Chị biết không, ở xóm tôi á có nhiều đứa nhỏ á hả, nó khó ăn lắm, mà cứ đưa cái màn hình mà thấy mặt con tôi ra á, nó ăn hết trơn à. Thành ra chị yên tâm về giới tính con tôi hen. Cái này là hả, do là nghề nghiệp của cháu thôi. Em không biết con gái em nghĩ như thế nào, chứ riêng em là em kết chị rồi đó. Thôi vậy mình để cho hai đứa nó tìm hiểu nhau đi chị ha. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn cháu nha. Chỉ có mỗi một nét tương đồng đó là ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng thôi. Chứ còn ngoài ra mình thấy những cái điểm khác nó chênh lệch với con gái mình quá. Em thì em mong muốn là sẽ có một người bạn trai mà kiểu như ga lăng với mình một xíu, lo lắng rồi quan tâm các thứ, giống như là một người đàn ông thật thụ vậy đó. Còn cảm thấy bạn vẫn hơi có một chút là trẻ con và nữ tính quá. Có vẻ như phần mở đầu của Hữu Thịnh để lại cho mẹ con Thanh Giang khá nhiều băn khoăn. Vậy thì không biết căn phòng của Thanh Giàu sẽ như thế nào nhỉ? Có để lại cho nhà gái thật nhiều những thiện cảm không? Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với căn phòng của chàng trai này nhé. Chà, Thanh Giàu sở hữu cho mình một căn phòng khá là gọn gàng với những tông màu nâu thật là lịch lãm và chững chạc y như con người của chàng trai này vậy. Xin chào gia đình nhà gái. Tôi tên Lệ Thủy, mẹ của Thanh Giàu. Con tôi năm nay 28 tuổi, cao 1m70, 68 cân. Hiện cháu là nhân viên kinh doanh của một nhà hàng tại trung tâm quận nhất. Lương một tháng 20 triệu, công việc rất là ổn định. Chỉ cần có một người bạn gái thôi. Mức lương đó đối với em thì cũng khá là cao rồi. Đây là căn phòng của con tôi. Căn phòng của con tôi rất là gọn gàng, ngăn nắp. Đây là những bức tranh phong cảnh rất là đẹp. Con tôi thích chụp ảnh. Thích nhất là những người đàn ông sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Như vậy nó mới phù hợp với hai mẹ con mình. Khá là thích vì nó khá là hợp với gu của em ấy. Em thích sự tối giản và các màu sắc phối hợp rất là đẹp. Con của mẹ rất thích là đi phượt, mà đi phượt bằng xe máy là phải có nón bảo hiểm, thấy không? Con của mẹ rất là cẩn thận, và con của mẹ mua thêm một cái nón bảo hiểm nữa
để chở bạn gái đi du lịch. Nếu con là con dâu của mẹ, con sẽ được đi du lịch, đi phượt. Mẹ bảo đảm, rất là ok. Và đây là một cái tập về. Tại sao lại để trong phòng ngủ? Có thể là do bạn chưa kịp dọn dẹp hay sao đó thì... Tập về này á là con của mẹ hay nấu ăn cho mẹ, thừa hưởng cái gen của mẹ mà. Không, mẹ nấu ăn số 1, còn mẹ nấu ăn số 2. Nếu mà con là con dâu của mẹ, con sẽ thưởng thức được những cái món mà con mẹ nấu. Con nhớ câu nè: đầu tôm mà nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Bạn thích nấu ăn, bạn nấu ăn ngon thì em khá là thích một người đàn ông có thể nấu cho em ăn. Con là con dâu của mẹ thì con sẽ được che chở, vì con mẹ là một người trưởng thành, rất có trách nhiệm, có năng lượng tích cực, truyền năng lượng cho tất cả mọi người. Tôi cũng muốn làm xu gia với chị, và cũng muốn con làm dâu của mẹ. Xin mẹ cũng đồng ý và con cũng đồng ý nhé. Quá là hoàn hảo về gia thế, là về công ăn việc làm, thậm chí về cả gia đình luôn. Theo như chị giới thiệu thì con trai của chị là một người rất là có điều kiện. Cái công việc như thế, rồi cái thu nhập như thế nữa, với cái gia đình như thế nữa, mà em thắc mắc là tại sao đến 28 tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Con của tôi á là có 2 mối tình rồi ha, nhưng mà đi nước ngoài hết, chia tay với nhau, chứ không phải là không có. Thật sự thì con gái mình từ nhỏ giờ mới lớn lên chưa có một mối tình nào hết, chưa có biết yêu là gì. Chàng trai này thì mình thấy quá là hoàn hảo, quá là sành sỏi, cho nên mình cũng cảm thấy hơi lo lắng một tí xíu. Tại vì con mình nó còn khờ quá, nó chưa biết yêu là gì. Chị cho em hỏi thêm một vấn đề là tế nhị này nha. Em xin lỗi chị, em hơi nhiều chuyện tí xíu. Sao cho hỏi? Dạ, cho em hỏi là cháu nhà chị hiện tại bây giờ là đã có nhà riêng hay là xe riêng hay là cái... Nói chung là một cái tài sản gì riêng chưa? Cháu là hoàn hảo. Cháu biết tự lập, cháu biết tạo dựng nhà, cửa, xe cổ, tự lập tài chính, điều kiện ok. Kiểu như mẹ bạn đó quá là tự tin vào con trai của mình, và em cảm giác điều đó không có thật. Phần giới thiệu của chị thì em cảm thấy quá là hoàn hảo rồi đó. Nó hoàn hảo đến mức mà bản thân em cảm thấy lạ luôn nha, cảm thấy hơi nghi ngờ luôn. Không hiểu tại sao một người đàn ông quá hoàn hảo như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Lo sự nghiệp chứ. Theo em nghĩ là một người đàn ông như vậy thì nhất định là sẽ có rất là nhiều người yêu, nhất định là có số đầu hoa lắm đó. Hay là tại vì anh ta kén, anh ta đòi hỏi người yêu, đòi hỏi cái tiêu chuẩn cao quá. Nói chung là con trai mà lúc nào cũng thích là những cô gái hiền lành, dễ thương. Có thể là mình cũng nói hơi quá về con mình đi, hay là cái lòng của người mẹ lúc nào cũng thương con. Mình thấy con mình lúc nào cũng tốt, cũng đẹp, có những cái khuyết điểm gì đó, nhưng mà mình cảm thấy là trong mắt mẹ, con mình là tất cả. Cảm ơn phần giới thiệu của chị. Riêng bản thân em thì em cảm thấy là em có một chút hài lòng về con trai chị rồi đó. Nhưng mà để con gái em nó tìm hiểu như thế nào, bây giờ thôi tụi mình tùy duyên đi chị ha. Nhớ nha con, nhớ chọn con mẹ nha. Bạn nam này thì toàn bộ thì rất là hợp với gu của em, không chê được điểm gì. Nó thật lòng, từ đáy lòng em là em không chê được bạn nam này điểm gì luôn. Chỉ có một điều là em thấy có một cái gì đó ẩn giấu bên sau bên trong đó, và em chưa thể nào biết được. Nếu mà hai đứa mà quen với nhau á thì mình cũng muốn là kéo dài thời gian ra một chút, để cho con mình nó, thứ nhất là nó có thời gian để nó hoàn thành việc học á, thứ hai là để cho nó trong chuyện tình cảm cho nó cứng cỏi lên một chút. Vậy là chúng ta đã đi qua 2 căn phòng rồi, chỉ còn một căn phòng cuối cùng của Văn Quy nữa thôi. Hãy theo chân mẹ Mai Ly đến với căn phòng của Văn Quy và khám phá thật nhiều những bất ngờ nhé. Mình xin chào nhà gái, mình tên là Mai Ly, mình là mẹ của con trai Cao Văn Quy. Con trai mình năm nay 22 tuổi, cao 1m87, nặng 57kg. Con trai mình đang học ở trường Cao đẳng Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình muốn dắt hai mẹ con đến căn phòng nhà con trai mình. Trong phòng con trai mình thì có quả bóng nè. Rồi mẹ lại thấy là
cái máy nghe nhạc rồi cái loa Bluetooth nè. Thì ngoài cái thành tích học tập xuất sắc của con trai mình á, thì bạn Quy là một người rất là đam mê bóng đá. Thì một tuần ngoài cái thời gian học tập thì bạn đi luyện tập thể thao và rèn luyện sức khỏe. Cho nên là khi mà con mà về làm con dâu mẹ đó, thì con được một người đàn ông che chở và bảo vệ rất là tốt. Riêng bản thân mình thì mình rất là hài lòng về cái cách bố trí nè, cái cách trưng bày trang trí của chàng trai này. Chàng trai này nói chung là cũng có cái cặp mắt thẩm mỹ đó, sắp xếp ngăn nắp đâu đó đàng hoàng, thứ tự, rất là ưng ý, rất là hài lòng. Em khá là thích, tại vì nó hợp với gu của em. Em thích sự tối giản, giống như kiểu căn phòng này, cái tông của nó rất là đẹp. Và em cảm giác bạn là một người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Còn cái máy nghe nhạc thì mỗi lúc mà hai vợ chồng á cần được thư giãn nè, thì ngoài cái cách nghe nhạc và ham mê về những cái bài nhạc á, thì con trai có được cái tính lãng mạn á, đem lại những cảm xúc cho bạn gái, cho người vợ. Bạn thích được hát karaoke. Thì mỗi lúc mà cuộc sống mà có những lúc cần giải trí á, thì có thể là hai con cùng hát nè, cùng múa, cùng nhảy, rất là vui, làm cho không khí náo nhiệt hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Và rất là mong mẹ cho phép con gái hẹn hò với con trai của mình tìm hiểu. Chàng trai này có vẻ là khá lãng mạn nha, đam mê âm nhạc, thích chơi thể thao nữa. Mà đặc biệt những cái người mà lãng mạn thì thường là sẽ rất là nhiều bồ, rất là nhiều bạn gái luôn đó. Em cảm thấy chàng trai này khá là có một chút thiên hướng về nghệ thuật á. Thì em nghĩ những người làm về nghệ thuật thường rất là đẹp trai. Em cũng ưng á, tại vì đối với em á thì không có tiền thì phải có nhan sắc, có ngoại hình. Hồi nãy chị giới thiệu hình như là chắc ta 1m87 hả? Đúng rồi, 1m77 á. 77 hả? Ồ, 77 thì xem ra thì cũng xứng á, cũng xứng với con em á. Em nãy em nghe hình như là 1m87 thì không được, 87 thì cao quá. Rồi ngoài những cái thích bộ môn thể thao á, thì con trai chị có thích nấu ăn không? Con trai rất là giỏi nấu ăn. À, giỏi nấu ăn hả? Rất nội trợ bạn rất là giống như bạn cũng hơi kỹ tính một xíu, cho nên là nhà cửa quán xuyến, tại vì mình có một đứa con trai thôi. Cho nên là bạn cũng sẽ phụ mẹ, để nhiều lúc là phụ mẹ nấu ăn, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Cho nên là một người đàn ông của gia đình rất là tốt. Chị cho em hỏi một vấn đề tế nhị tí xíu nha. Cho em hỏi là về phía gia đình chị thì nhà cửa như thế nào chị? Ở nhà mình thì có một cậu con trai à. Cho nên là hai vợ chồng làm việc và dành dụm á. Thì cũng cái có nhà vật dụng mọi thứ rồi, thì giờ chỉ cần một cô con dâu đồng ý về nhà mình làm dâu nữa thôi. Cho nên là con gái chị yên tâm. Về vấn đề tình cảm á, thì chị có biết là con trai chị có trước đây nó trải qua bao nhiêu mối tình không? Con tôi thì thật ra là bạn rất là đẹp trai giống ba, cho nên là bạn có rất nhiều những cái cô gái theo đuổi á, thích. Nhưng mà mình nghĩ đó là cái thời học trò sinh viên thôi. Còn bây giờ thì con rất là nghiêm túc để có một mối quan hệ rõ ràng và kết nối lâu dài. Đẹp trai giống ba, có rất là nhiều người theo đuổi, nhưng mà riêng bản thân anh ấy thì chưa chọn được ai. Bạn ấy chưa sẵn sàng đúng không? Tại vì bạn còn lo việc học á, chủ yếu là việc học. Bạn đẹp trai và ưu tú như thế, có rất là nhiều bạn nữ theo đuổi, và em nghĩ bạn đã quen rất là nhiều người rồi, thì không biết là bạn là một người có tốt hay không? Chị cho em biết về cái tính cách, cái tính tình của con chị như thế nào? Con thì trầm một xíu, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng nếu bạn mà kết nối, mà gặp được người mà phù hợp á, để kết nối được, thì bạn cũng là cái người rất là chia sẻ, nói rất là nhiều. Em chấm con trai chị được vài điểm. Thứ nhất là nấu ăn nha. Đặc biệt em rất là thích có con rể nấu ăn ngon. Tại hai mẹ con nấu ăn dở. Gia đình chị cũng khá là tốt, cũng có điều kiện này kia, gặp con một nữa, điều kiện như vậy quá tốt luôn. Thì không biết liệu con em nó không biết là nó có phước để vào nhà chị hay không nữa. Chị yên tâm, tại vì nhà mình sống không có phải rất là thoáng á, chứ không có phải là gò bó hay là ép buộc gì con. Quan trọng là hai con hợp với nhau. Dạ đúng rồi, em cũng vậy.
Quan trọng là hai đứa nó hợp với nhau, đến với nhau thôi. Chứ bản thân em cũng không có đòi hỏi là bên nhà chị phải giàu có hay là gì trơn á. Em không có đòi hỏi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị sự chia sẻ của chị ha. Tuổi tác nè, ngang ngửa nhau cũng xứng. Rồi chiều cao cũng xứng. Chàng trai này cũng rất là ok đó. Nhưng mà có cái một cái điểm hơi khó ở đây là chàng trai này còn là sinh viên. Và con gái mình thì cũng còn là sinh viên. Cho nên trước mắt là hai đứa nó không thể đến được với nhau. Tại vì cả hai cũng cần phải có thời gian để đi học. Em nghĩ là em và mẹ đều thích chàng trai này. Và tại vì em và mẹ đều thích người nấu ăn ngon. Vòng 1 căn phòng hoàn hảo đã khép lại với 3 căn phòng của 3 chàng trai. Mỗi căn phòng đều có những đặc trưng riêng và khiến mẹ Minh Dinh ấn tượng. Không biết mẹ sẽ quyết định lựa chọn chàng trai nào để ra về đầu tiên đây? Cùng chờ đón nhé! Bên nhà gái xin cảm ơn ba chị. Xin cảm ơn ba chị xui. Thật tình thì bản thân em á, thì em cảm thấy ba cậu con trai nhà các chị á, thì rất là ok. Trong mắt em thì rất là hoàn hảo. Nhưng mà tiếc mà là bây giờ em chỉ có mỗi một đứa con gái thôi. Giờ không lẽ là cưới gả hết ba người như vậy. Ước gì mà em có được ba đứa con gái em gả hết cho ba chị luôn. Bây giờ mà kêu em chọn thì em rất là khó xử luôn đó. Đặc biệt là ba chị xui là ba chị nào cũng dễ thương trơn, cũng đẹp hết trơn. Em không muốn bỏ chị nào luôn á. Với nhà chị số 1 á, thì điều trước tiên á nha, điều trước tiên là em thấy chị rất là dễ thương. Về gia đình, về con trai chị thì cũng ok, cũng hoàn hảo. Chị số 2 thì không cần phải nói rồi, không phải hoàn hảo mà là rất rất hoàn hảo luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Từ chị xui nữa nè, chị xui cũng đẹp gái quá trời. Gia đình có điều kiện, có kinh tế nữa. Nói chung là không có một cái vấn đề gọi là khuyết điểm luôn đó. Chị gia đình số 3 thì hay như chị kể thì con chị cũng rất là dễ thương. Đang là sinh viên, rất là phù hợp với con gái em luôn. Đặc biệt là chiều cao nữa, rất là hợp luôn. Chị rồi chị xui cũng hiền lành, cũng dễ thương nữa. Nhưng về con trai nhà chị số 2 á, em có một băn khoăn, một cái thắc mắc như thế này. Tại sao nhà chị rất là hoàn hảo mà con chị vẫn chưa có được vợ? Nãy giờ em cứ suy nghĩ hoài, em cứ thắc mắc mãi. Thứ hai nữa đó là về cái tuổi tác. Tuổi tác thì con chị nó lớn hơn con em tới sắp 7 tuổi gì đó. Cái tuổi tác chênh lệch quá. Nếu như mà bây giờ mà hai đứa mà tìm hiểu với nhau mà đến với nhau thì em nghĩ là có lẽ là chị muốn con trai chị có cưới vợ liền, đúng không? Tại vì ở tuổi này là chị muốn con chị có vợ liền, chị muốn ẵm cháu liền, đúng không? Cho nên em nghĩ là nếu mà em chọn gia đình chị á, thì con em phải chắc là phải làm dâu ở cái tuổi quá trẻ, đang ở tuổi ăn tuổi chơi. Làm dâu sớm quá rồi em sợ là gặp con em nó vụng về lắm. Em sợ nó không có làm được vừa lòng mẹ chồng á, nó là một đứa con dâu không có tốt á. Rồi thêm cái vấn đề thứ ba nữa, hồi nãy là em nghe chị nói là con trai chị thích một mẫu con gái hiền lành, đúng không? Em cũng nói thật với chị là con em nó cá tính lắm, nó mạnh mẽ lắm. Nhìn cái tướng nó yếu điệu thuộc nữ như vậy chứ cái tính cách nó man lắm, nó không có hợp với con trai chị á. Em sợ là hai đứa nó khắc tính nhau á, nó lấy về chắc hai đứa nó cãi lộn, nó quánh lộn suốt ngày, em với chị khổ lắm á. Về ở thì mới biết tính cách của hai đứa như thế nào, hợp hay là không. Còn mới ngày đầu tiên mà gặp mặt thì nó cũng chưa biết hết được cái gì đó. Hy vọng là mong nhà gái sẽ suy xét lại. Gia đình em xin phép dừng cuộc chơi với. Gia đình em xin phép dừng cuộc chơi với gia đình số 2 ạ.
theo như lời chị nói á, là con của tôi á, nó lớn tuổi hơn con của chị. Nhưng mà tôi nghĩ là tình yêu không phân biệt tuổi tác. Các con mình có thể vun đắp tình cảm, tìm hiểu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Cho dù là mình thích có cháu hoặc là mình thích có dâu sớm, nhưng mà tình cảm phải được vun bồi, vun đắp. Cha mẹ hai bên cũng vun đắp giùm với lại các con mình. Thì tôi thấy vấn đề chị nói là con tôi tuổi lớn, không xứng với con chị thì tôi thấy buồn. Chúng nó chưa có tìm hiểu được nhau. Dạ không ạ, em không có nói là không xứng. Mà là cái tính cách của con gái em á, thì con gái em là muốn có một người bạn trai, nói chung là cái tuổi thì nó cũng tương đồng với nhau á, để hai đứa nó phù hợp với nhau từ cái sở thích rồi cái tính cách. Con chị nó lớn tuổi nhiều quá, với lại em cảm thấy con chị là một người con trai rất là hoàn hảo luôn đó. Về phía gia đình chị là một gia đình rất là hoàn hảo đến mức mà bản thân em cũng cảm thấy lo sợ con gái mình nếu mà về làm dâu với gia đình chị. Em sợ nó làm không tròn bổn phận của một người vợ, tại vì nó trẻ quá, nó bị vụng về hả chị, nó vụng về, nó không có biết nấu ăn, rồi nó không có biết cách cư xử như thế nào với gia đình bên chồng á, nó còn khờ lắm chị. Vậy chị không thích một người con rể hoàn hảo, hay chị không muốn cho con chị về có người mẹ chồng biết nấu ăn và sẽ chỉ bảo cho con mình, chị không muốn thế à? Theo em nghĩ là trên đời này không có ai hoàn hảo hết. Cái suy nghĩ suy đoán mông lung của em thôi, là em nghĩ là về phía con trai chị là chắc là đang có một cái vấn đề gì đó, cho nên gia đình hoàn cảnh tốt đẹp như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có vợ. Em nghĩ là chị đang cố tình che giấu một cái vấn đề gì đó về con trai của mình, cho nên em cũng cảm thấy bất an quá nếu như mà em gả con gái cho con trai của chị á. Cho nên chị em xin phép chị đừng có buồn em. Thôi chắc chúng ta không có duyên xui gia, và con không có duyên làm dâu của mẹ thì mình phải chấp nhận thôi. Bị loại vòng một cũng cảm thấy tiếc nuối, cũng thấy thương cho con. Tính cách của con thì rất là tốt, hoàn hảo thế mà lại bị nhà gái loại đi chỉ có vì một cái lý do là lớn tuổi, mà tôi lại nghĩ là tình yêu thì không có một tuổi tác. Đến lúc thành giàu lộ diện rồi, chắc nhà gái cũng đang vô cùng tò mò, không biết chàng trai hoàn hảo mà gia đình mình bỏ lỡ sẽ có diện mạo như thế nào đây, cùng hướng mắt trở lại sân khấu nào. Tôi cũng tiếc và buồn khi chị loại gia đình tôi. Chị thấy không, con tôi này rất đẹp trai đấy, hoàn hảo, chị không chịu, buồn lắm á chị à. Thật sự thì con trai chị đẹp trai, rất là men, đẹp mà ngoài sức cái tưởng tượng của tôi luôn á. Thật sự thì gia đình nhà chị rất là tuyệt vời, rất là hoàn hảo luôn. Nhưng mà có một số vấn đề tôi băn khoăn thì lúc nãy tôi cũng đã chia sẻ với chị rồi đó, cho nên chị với cháu cũng thông cảm, cũng đừng có buồn nha, con cũng thông cảm cho cái gì. Từ quá thì con cũng cảm thấy tiếc, nhưng mà con có cảm giác là bác quá tự trọng, con tôn trọng quyết định của bác. Con cũng thông cảm nha, đừng có buồn bác. Thôi thì tụi mình không có duyên làm xui gia thì thôi mình làm bạn bè cũng được chị ha. Thôi xin chào gia đình. Thật buồn khi phải chia tay hai mẹ con Thanh Giao và cô Lệ Thủy ngay từ vòng đầu tiên. Có vẻ như cô Minh Dinh và Thanh Giang cũng có một chút tiếc nuối với quyết định này của mình. Dù sao thì cũng chúc hai mẹ con của cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui, và quan trọng là sẽ tìm được một người vợ, một nàng dâu thật ưng ý. Cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình. Cái cảm xúc của mình là vui có, buồn có, nhưng mà buồn nhiều hơn vui. Tại vì mình lội vòng một cho nên mình dừng quá sớm. Cũng thấy tiếc một chút, mình nghĩ là chắc có duyên thì mình sẽ gặp lại bạn đó, thì bạn đó sẽ suy nghĩ lại. Vòng 1 đã khép lại rồi, chúng ta hãy cùng đến với vòng 2 vô cùng hấp dẫn của chương trình mang tên Lúc Tìm Bí Mật. Tại đây, những bí mật đen tối và động trời của hai chàng trai còn lại sẽ được phơi bày trong căn phòng của chính họ. Và bí mật đó là gì? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé.
Sau khi mình đến gia đình số 1 á, mình thấy cái trường hợp này nó lạ quá. Chị xui cho em hỏi là em thấy ở trong căn phòng á có một bộ đầu tóc giả. Em thấy nó lạ lạ sao á, từ nào giờ em chưa thấy con trai mà sử dụng những cái vật dụng đó nó giống như là y như là con gái vậy. Em bảo đảm là con chị thích con trai đó, không có thích con gái đâu nha. Chị Xui ơi, chị Xui nhìn vậy là chỉ có một màu thôi, là do á là anh chàng là rất là vui vẻ, rồi lại là thích quay trên mạng xã hội gì đó, nó rất là nhiều cái clip đó, thì thành ra nó mới trang điểm rồi nó mới giả gái. Mà hả, do là cái tính nó vui chứ còn là giới tính thì chị yên tâm đi, thẳng nha, không có cong vẹo gì hết trơn á. Tôi á là tôi nghi lắm nha, mặc dù á là chị nhà bên kia á có giải thích là do cái công việc, cái tính chất công việc cho nên bắt buộc phải giả gái để quay clip đồ để diễn đồ này nọ kia thôi. Tại vì thời buổi bây giờ á, đàn ông con trai á, người ta đôi khi người ta thích đàn ông á nhưng mà người ta giấu. Cảm thấy bạn có một cái bí mật mà bạn chưa hề nói với mẹ bạn. Mình nghĩ là bạn trai này sẽ là thuộc giới tính thứ ba. Em muốn nghe cái giọng nói của cháu xem như thế nào á. Dạ được chị. Dạ con chào cô và con chào bạn nữ kế bên. Con tên là Thịnh. Và nãy giờ con có nghe cái câu chuyện của cô nói với lại mẹ con. Tại sao con lại thay đổi tóc giả? Thì thực sự là đổi tóc giả là cái công việc của con để, cái đó là cái công việc chính của con để con tạo niềm vui, với lại cái đó cũng là cái công cụ để con kiếm tiền. Con xin hết ạ. Đó, chị yên tâm chưa? Con yên tâm chưa? Sau khi mà nghe chàng trai này cất lên giọng nói á, tôi càng cảm thấy cái sự nghi ngờ của mình là chính xác 80%. 90% luôn rồi. Cái giọng nói của bạn á cũng thiên về hơi tím tím một xíu. Ngoài cái công việc đó đó, chị có thấy cái trường hợp nào mà con chị nó giả gái nữa không? Thì nói chung là chủ yếu là gây cười á với làm vui thôi. Còn ngoài ra thì không có. Chị cứ nghĩ giống như là mấy diễn viên mà nam mà đóng giả nữ á, mình xem mình rất là thích đúng không? Những cái thời gian mà chị không có ở nhà thì chị cháu ở nhà cháu có làm con gái hay không chắc chị cũng đâu có biết được đúng không? Em thì em vẫn cứ hơi lo nghi. Nếu mà em mà không có ở nhà mà nó giả gái thì tức là nó tập thôi à. Nó tập cái vai của nó sao cho giống nhất, đúng không? Cho ta coi mà người ta thuyết phục. Chứ giờ mà nó nó diễn nó quay một lần á mà nó giả không ra thì nó đâu quay nữa đâu. Mà nghĩ cũng lạ ha. Cái công việc đó thì có thể là quá trang thành là ông già, bà già. Rất là nhiều mặt lại quá trang, tại sao không cứ lại quá trang là con gái vậy? Mình thấy bên nhà gái á nghi ngờ về giới tính của mình thì thực sự mình cũng hơi khó chịu một xíu. Tại vì cái đó là công việc của mình mà. Thì bây giờ mình giải thích cỡ nào thì họ cũng nghi ngờ mình thôi. Nên mình... Vậy thôi, cảm ơn chia sẻ của chị. Để em xem xét lại trường hợp này ha. Cảm ơn chị, cảm ơn cháu. Nhớ nha, chọn nha. Trời ơi, là cuộc đời vui tươi lắm con, yên tâm đi. Nếu mà sự thật là chàng trai này không có chuẩn men đó ha, thì tôi không chấp nhận. Em cảm thấy á, thì cái việc con trai á, mà thích màu hồng, rồi thích gấu bông, thích giả gái á, hầu như là không có ai mà là không thuộc giới tính thứ ba cả. Bạn chỉ đang cố gắng giấu mẹ của bạn thôi. Và mẹ của bạn không hề biết điều này. Mẹ của bạn cứ nghĩ đó là đam mê của bạn mà bạn thích con gái. Sau khi em đến căn phòng, em thấy có một cái vấn đề này em thắc mắc trong lòng. Em thấy ở trong phòng cháu á, có đến 17 tấm hình chụp đôi. Mỗi một tấm hình đó là một cô gái khác nhau. Có phải là 17 cô gái đó là người yêu của con trai chị không? Con trai chị còn trẻ đến như vậy á mà đã có tới 17 cô bạn gái rồi hả? Xem ra cũng đào hoa dữ ha. Cái chuyện này thật ra là của con, tôi không có để ý, tôi không biết. Nhưng mà chị cho tôi hỏi là cái người còn lại trong cái bức hình đấy thì có phải là con trai tôi không? Dạ đúng mà, em thấy đúng là con trai chị. Mà mỗi một bức hình là một cô gái khác nhau. Thì khi mà con trai tôi đi học á, bạn học rất là giỏi.
và làm bạn lại có cái nét điển trai nữa. Cho nên là tôi nghĩ là tất cả các cô gái ở trong trường và học cùng khóa với con trai tôi thì chắc là các bạn rất là thích, chắc là hâm mộ con trai tôi, cho nên là các bạn kết nối với nhau. Tôi nghĩ là chàng trai này cũng không có quá hoàn hảo đến để mà được quá nhiều cô gái theo đuổi như vậy. Cùng lắm là chỉ vài ba cô thôi. Nếu mà đã chia tay rồi thì tại sao lại giữ đến những cái bức hình đó để làm gì? Hay là hiện tại bây giờ con chị vẫn còn qua lại với những cô gái ở trong hình? Theo tôi nghĩ thì đó là cái tình cảm đẹp của tuổi học trò. Các bạn lưu giữ lại những kỷ niệm thôi, chứ còn bây giờ con tôi thì cũng tập trung vào học tập á. Con theo đuổi cái đam mê của con. Nếu mà nói mà muốn lưu lại kỷ niệm của tuổi học trò thì cái tuổi học trò người ta chỉ kỷ niệm hình ảnh trường, lớp, thầy, cô. Cái này là tại sao lại kỷ niệm riêng với những cô gái? Hay là muốn lưu lại cái chiến tích của mình để cho những cái cô gái sau này xem, để mà cảm thấy mình là người thật là có giá? Cái đó thì thực ra là cái quyền riêng tư của con, mình không có kiểm soát. Nhưng mà tôi sẽ góp ý, gợi ý cho con để gom những cái tấm hình đó lại. Tại vì dễ làm cho người khác hiểu lầm khi mà đi vô thăm phòng của mình. Em muốn hiểu rõ hơn một chút về vấn đề này á. Cho nên em muốn là được nghe cái sự chia sẻ từ cháu ở nhà chị được không ạ? Dạ được ạ. Trước tiên thì con xin phép được chào bác gái và anh chào em. Đúng như mẹ con nói thì con có 17 mối tình, nhưng mà nó chỉ diễn ra trong thời học sinh và thời mà mình còn non và trẻ. Thời học sinh thì mình cũng chưa hiểu biết nhiều nên dễ thích nhau mà cũng dễ quên nhau. Nhưng mà đến bây giờ thì bọn con, khi bọn con chia tay thì bọn con vẫn là bạn rất thân của nhau, nên những tấm hình thì bọn con vẫn giữ lại. Và nó cũng là một cái kinh nghiệm để cho mình sau này khi mình bước vào một quan hệ nghiêm túc thì mình sẽ kỹ càng trong việc chọn lựa bạn gái hơn. Tình yêu thì nó không đơn giản là thích là được, mà mình phải thực sự nghiêm túc với nó. Mình thực sự hiểu người đối phương cần gì để hai người sau này sẽ đi được đường dài hơn. Và con xin hết ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của con. Dì cảm thấy con rất là có số đầu hoa đó nha. Còn trẻ như thế này mà đã quen được 17 cô con gái rồi. 17 mối tình trong thời học sinh nữa. Còn đến hiện tại thì con chưa yêu ai cả. Bản thân tôi cảm thấy rất là bất an nha. Cảm thấy lo lắng cho con gái mình. Cái tuổi đời còn rất là trẻ, chỉ mới có trên 20 tí xíu thôi mà đã trải qua 17 mối tình, 17 cô bạn gái. Thật sự là tôi rất là bị sốc luôn á. Tôi không muốn con gái của tôi trở thành một nạn nhân thứ 18. Cảm giác bạn là một người khá là lăng nhăng ấy. Bạn sẽ dễ thích và nhanh chóng chán và sẽ bỏ và đến với người mới. Con đến cái chương trình này để con làm quen với con gái cô đúng không? Rồi sau này khi mà quen con gái cô rồi con cũng bỏ con gái cô giống y như 17 cô gái kia à? Tại vì cái đó là cái bản chất của con rồi, cái bản chất trăng hoa của con rồi, con không thể nào thay đổi được. Tuổi học trò thì không thể nói là trăng hoa được. Thí dụ như đơn giản là các bạn gái mà thấy có một bạn nam trong lớp học rất giỏi đúng không? Hoặc là trong cái khoa học rất giỏi. Thì tuổi học trò nó chỉ là cái sự hâm mộ thôi. Yêu mến và hâm mộ thôi. Chứ còn nếu mà nói con trai tôi trăng hoa với cái tuổi con học trò thì nó tội nghiệp cho con của tôi. Bây giờ cháu còn trẻ đến như vậy á, mà cái số đầu hoa như vậy rồi. Nếu mà sau này cháu lớn hơn thêm một tí xíu nữa thì không biết sẽ như thế nào nữa, không biết là có mấy chục cô gái nữa. Nếu như mà bạn không giỏi, nếu mà con trai không giỏi, con trai không có cái tài năng thì thật ra là các cô gái không có thích. Tôi nghĩ rằng con gái của chị mà quen được con trai của tôi, mà nếu như hai bạn nhỏ có được cái sự liên kết lâu dài thì tôi nghĩ là tôi với chị phải nên vui chứ. Chị phải nói với con trai chị như thế nào á, chứ tôi cảm thấy như vậy là cảm thấy bất an quá, không yên tâm, cảm thấy rất là lo lắng. Cái cách nói chuyện của chị như vậy là chính bản thân chị đang dung túng cho con trai chị đó. Chị phải khuyên cháu như thế nào đó.
phải chấm dứt cái tình trạng quen nhiều cô gái như thế này. Chị cho tôi hỏi con gái một câu là nếu như mà bây giờ cái bạn nam đó bạn không giỏi và bạn không tốt á, thì con có thích không? Con có thích kết bạn với những người như vậy không? Tại vì đàn ông tốt, đàn ông giỏi thì mới có nhiều người theo đuổi. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào, tôi không có chấp nhận được có một thằng rể như vậy luôn á. Tôi nghĩ là mấy cái mối tình ở hồi học sinh thì nó chỉ là thoáng qua, nó chỉ là thích vui vậy thôi, chứ tôi nghĩ lúc còn trẻ và còn nhỏ thì các bạn chưa yêu đâu, các bạn chỉ thích nhau thôi. Tôi hy vọng là chị và cháu suy nghĩ lại và có cái quyết định cho tương lai của con chị tốt. Dạ thôi được rồi, em sẽ cảm ơn chia sẻ của chị. Tôi là tôi không tán thành chuyện mà nếu mà con gái tôi mà nó quen chàng trai này. Tại vì người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Nói chung là cái người nào mà nó tính trăng quan vậy rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Giữa việc lựa chọn với một chàng trai yêu ngọt hồng ghét sự giả dối và một chàng trai đã từng quen 17 cô gái thì em vẫn cảm giác chàng trai yêu 12-17 cô gái này hợp với em hơn. Tại vì theo như em đã chia sẻ thì em thích nam. Sau khi nghe ý kiến chia sẻ của hai gia đình á, thật sự thì mình cũng rất là khó xử luôn. Nói chung là cả hai gia đình đều rất là ok, rất là tốt. Nhưng mà mình còn băn khoăn một cái điều về cái giới tính của cái chàng trai này đó nha. Thật sự thì từ nãy giờ chị có chia sẻ rất là nhiều. Em cũng có nghe những cái lời chia sẻ của con trai chị rồi. Mà em cứ vẫn lo lo sao á. Em cũng vẫn nghi sao á. Em nghĩ con trai em là nó chỉ là sở thích của nó thôi. Rồi những cái mà chị thấy là nó phục vụ nghề nghiệp của nó mà. Mà nó kiếm tiền chính đáng nên là mình thấy nó bình thường có gì đâu. Dạ. Còn với chàng trai nhà số 3 á, em cũng cảm thấy bất an quá. Tại vì một người con trai ở cái tuổi còn rất là trẻ như thế mà đã trải qua 17 mối tình rồi. Nếu mà con gái em mà đến với con trai chị á, thì chắc là trở thành nạn nhân thứ 18 quá. Em cảm thấy lo lắm. Nếu như mà bắt buộc tôi phải chọn một trong hai á, thì tôi xin phép tôi dừng cuộc chơi với gia đình. Hai bí mật động trời của hai chàng trai đã được phơi bày. Có vẻ như cả hai bí mật đều khiến mẹ Minh Dinh không hài lòng. Liệu rằng mẹ sẽ quyết định chọn ai trong số hai chàng trai này để đi tiếp cùng với con gái yêu của mình? Và kết quả là... Tôi xin phép dừng cuộc chơi với gia đình số 1. Chị cho em xin lỗi chị nha. Em xin phép dừng cuộc chơi với gia đình chị. Chắc chị cũng gặp cháu lần đi ha. Vậy là màn lộ diện tiếp theo đã diễn ra rồi. Thật tiếc khi người tiếp tục ra về là Hữu Thịnh. Liệu sau khi xuất hiện và được chiêm ngưỡng khuôn mặt của chàng trai này thì Thanh Giang và mẹ của mình sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Có còn nghi ngờ về giới tính của anh chàng này nữa hay không? Chị xui thấy không? Men mà. Dạ em chào cô. Anh chào em. Em đẹp quá. Dạ em cô ơn. Cũng đẹp nữa. Cảm ơn con. Con cũng đẹp nữa. Dạ cũng cảm ơn cô. Mình thấy tiếc nha, lúc đầu thấy tiếc nha. Tại vì biết sao không? Đẹp trai. Mình thì được cái mê trai nữa. Thấy nhìn cũng men lắm ba. Nhìn cũng cũng xuất sắc á. Thật sự thì con ngồi chồng á, con bị loại á, con thấy tiếc lắm. Tại vì con cũng muốn tìm được một cái nửa cho cuộc đời của mình á. Ý là con tới chương trình này á, là con chỉ muốn là tìm một cái mối tình bắt đầu và lâu dài không kết thúc nữa. Thật sự thì con cũng đừng có buồn cô. Tại vì đối với con á thì cô cũng có một cái cảm giác bất an. Bất an về cái giới tính của con á, cô hơi lo lo á. Dạ.
giờ con có giải thích bao nhiêu thì cô không tin thì thôi. Chào cô, con về nha. Về nha. Wow, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn hành động của Hữu Thịnh kia, lẽ nào những nghi ngờ của mẹ con Thành Giang là sự thật? Hữu Thịnh thật sự không thích con gái hay sao? Và xem phản ứng của mẹ Tuyết kìa, mẹ cũng rất bất ngờ về con trai của mình đúng không nào? Thật sự là tôi không thể ngờ. Cái gì mà cái đàn ông con trai mà nhìn trời thật sự là tôi bị sốc nặng luôn. Cái khúc cuối cùng của tôi sốc nặng luôn á. Lúc đó tôi mới biết là cái cách nhìn người của mình là hoàn toàn chính xác 100%. Con giỡn. Để thấy cô với lại em hơi căng. Con giỡn nhưng mà cũng thiệt. Gì có. Về mẹ. Chào cô. Chào chị đi ha. Chào chị em về. À cô chào con. Em chào chị. Em chào anh. Vậy là chàng trai Hữu Thịnh của chúng ta đã phải ra về rồi. Nhưng người buồn nhất có lẽ là mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết ơi, mạnh mẽ lên nhé. Vì dù sao con trai mẹ cũng là một chàng trai rất bản lĩnh khi dám thể hiện con người thật của mình trước ba người như thế. Cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình và chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe. Tôi đã loại đúng. Để nếu mà tôi loại ngay một chàng trai thẳng thì có lẽ là tôi sẽ mang một tiếc nối rất là lớn luôn đó. Chính xác, lựa chọn chính xác nhất của cuộc đời. Xém nữa là vô trong phòng nữa hả? Bận chung đồ ngủ với bạn đó không ơi? Hơi buồn xíu, hơi tiếc một xíu. Dù sao thì mình vẫn chúc nhà gái tìm được một người bạn trai và một người yêu lý tưởng nhất. Từ trước giờ thì con mình chưa có một mối tình nào hết. Thành ra mình nghĩ là chắc vì con yêu công việc, rồi là vì là con, vì công việc của con như vậy. Thật sự hôm nay mình cũng rất là buồn. Buồn vì mình biết cái tính thiệt của con. Là một người mẹ, buồn thì ít mà thương con thì nhiều. Chắc là cái số con nó vất vả vậy. Dù sao con có như thế nào thì mẹ cũng luôn ủng hộ con. Bây giờ thì mình không ép con. Mình cho nó sống thật sự với bản thân nó mong muốn. Vậy là chỉ còn lại Văn Quy và mẹ Mai Ly bước vào vòng cuối cùng mang tên Lúc Tìm Bí Mật. Liệu rằng Văn Quy và Thanh Giang có đến được với nhau hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của hai người mẹ. Sau khi mẹ Văn Quy đến căn phòng của Thanh Giang và phát hiện những điều còn ẩn giấu về cô gái này. Tôi xin phép chị là tôi mời con trai tôi lên sân khấu. Sau khi tôi đi một vòng tham quan phòng của con gái thì tôi thấy căn phòng rất là sạch sẽ, gọn gàng. Tôi rất là ưng ý. Nhưng mà tôi đến đằng sau thì tôi thấy quá trời là miễn rồi những cái vật bể. Thì tôi không hiểu đó là cái gì nên là tôi mong là hai mẹ con chia sẻ cái phần đó. Cái vấn đề này mẹ muốn con tự giải thích đi. Con thưa cô thì tại vì bình thường tính con rất là hiền, nhưng mà mỗi khi tới giới hạn hoặc là kiểu quá sức chịu đựng á thì con có một tính xấu là hay đập phá đồ rồi đó. Thì con cũng thú thật với cô là con cũng thay 7-8 cái điện thoại rồi, tại vì con cầm gì trong tay mà con nóng tính lên là con liễn con quăng vậy. Dạ đó, con có một cái tính xấu đó thôi à. Thực sự thì mình không có muốn bên nhà trai biết được cái tật xấu con gái mình. Nhưng mà mình nghĩ là trên đời này đâu có ai hoàn hảo đâu. Ai cũng phải có một cái ưu điểm và cũng phải có khuyết điểm chứ. Chị ơi, con gái em á chỉ có mỗi cái khuyết điểm đó thôi à. Kiểu như khi mà tâm trạng của cháu bị một cú sốc hay là một cái chuyện gì mà nó út quá đó, thì muốn giải tỏ cái nỗi út đó thì cháu đập đồ, đập ly, đập tô, chén rồi. Cái gì cầm trong tay á là đập. Nhưng mà xong rồi thôi à chị ơi, dễ giận nhưng mà cũng dễ nguôi lắm. Đập bể rồi cái thôi à.
chỉ có mỗi cái khuyết điểm đó thôi, chứ không có khuyết điểm gì nữa hết trơn á chị. Có thể chấp nhận được tính xấu đấy của bạn nữ. Nếu mà tôi với bạn đấy về chung với nhau thì chúng tôi sẽ cùng thay đổi. Thế thì sao mà khi mà cháu nóng giận thì mình tìm cái giải pháp nào, hoặc là đi ra ngoài cho khuây khỏa, chứ tại sao lại cứ mỗi lần nóng giận lại không có biết kiềm chế, cứ đập? Tại vì tôi nghĩ phụ nữ là cần phải dịu dàng chứ. Thì bình thường con cũng rất là dịu dàng đúng không? Còn bình thường con không có cái gì đả kích thì con dịu dàng lắm. Nhưng mà tới giới hạn thì nó phải vậy chứ, biết sao, tính con vậy cũng hết cách rồi cô ạ. Tôi rất là băn khoăn vì tôi nghĩ rằng phụ nữ cần có cái sự mềm mỏng và điềm tĩnh thì mới quán xuyến được gia đình và mới đem lại hạnh phúc, hòa hợp được gia đình. Cô thấy con quá mất bình tĩnh rồi, không biết là con có cái vấn đề gì về tư duy gì không? Trời ơi, cô nói vậy con buồn. Trời ơi, tự nhiên sao lại nói con gái người ta vậy trời. Ý là hả, con á hả, là nóng tính quá sức chịu đựng thôi, chứ bình thường con ngoan hiền lắm. À, ví dụ như con mà có quen con trai cô á, con trai cô mà có người thứ 19, 20 gì đó thì con mới vậy thôi, chứ bình thường con làm sao vậy được. Con không có dám làm gì mẹ trai cô đâu. Dạ. Mẹ bạn có những lời nói em thấy buồn, em cảm thấy mẹ hơi bất lịch sự một xíu. Tại vì những cái vấn đề đó không có ảnh liên quan gì tới thần kinh. Em cảm thấy bạn cũng không hoàn hảo. Đúng rồi đó chị ơi, chị nói như vậy thì cũng hơi quá đó. Chứ thật sự là con gái em từ trước giờ rất là hiền lắm. Chỉ khi nào đụng chuyện thôi, cái kiểu như tức nước dở bờ á chị. Chị yên tâm đi, cái khuyết điểm này em nghĩ là cháu sẽ khắc phục được mà. Lỡ mai mốt mà con trai tôi có cái hai đứa xích mích với nhau rồi có cái chuyện gì đó là cứ rồi đè ra ném con trai tôi, hoặc là đập con trai tôi chảy máu rồi phải đi nhập viện thì sao? Trời ơi cô nói vậy oan con quá à. Con đập đồ con mua lại được, chứ con trai cô chảy máu nhập viện con chịu sao nổi, con đi tù chết con đó. Tại vì cô thấy lúc đó mà con quá khích lên nhiều khi là không kiềm chế được cảm xúc mình. Không sao đâu, con biết điều lắm, con đập đồ đó à. Chị nè, chị cứ nói quá à. Tôi không lo con gái của tôi bị con trai chị đánh thôi, chứ con gái tôi chị nhìn là chân yếu tay mềm thì làm sao mà đánh được con trai chị. Chị ơi, tại vì nhà tôi có một thằng con trai duy nhất mà lúc tức giận lên nè đánh con trai tôi thì tôi đâu có biết được đâu. Tôi nghĩ là con trai chị cũng không có hiền đâu nha, dễ giàu gì để yên cho con gái tôi đánh à. Con trai tôi nó rất là điềm tĩnh, không giống bạn gái là tại vì có mỗi lần tức lên là đập, tức lên là ném. Cái đó chỉ là cái cách giải tỏa thôi chị ơi, chứ cũng không có ảnh hưởng đến ai đâu. Chị yên tâm đi. Tôi nghĩ rằng là bạn bị ảnh hưởng tâm lý từ cái môi trường sống và gia đình. Cái tật của bạn với cái nết của bạn thì mình nghĩ là khi mà như vậy thì bạn khó sửa đổi, thì nó sẽ không tốt cho cái tương lai hạnh phúc của con trai của tôi. Nói chung là con người ai cũng có cái khuyết điểm hết. Mình cũng không có hài lòng về cái khuyết điểm của ở bên chàng trai kia. Đào hoa quá. Mình cũng muốn là con gái mình cũng phải suy nghĩ lại về cái vấn đề này. Hay là bây giờ mình cứ để cho hai cháu nói chuyện với nhau đi chị ha. Để cho hai cháu tìm hiểu nhau đi ha. Vậy thì để hai con tự nói chuyện với nhau đi. Sau đây là màn gặp mặt của đôi nam thanh nữ tú, hai nhân vật quan trọng nhất trong chương trình ngày hôm nay. Dạ em chào anh. Dạ, theo như em biết thì anh quen cũng được 17 người bạn gái, thì anh cũng chắc xác gái đó mà. Sao hôm nay em thấy anh ngại ngùng đủ quá vậy? Anh có phải là nam vậy? Phải chủ động chứ. Đàn ông chắc chắn rồi, men. 17 mối tình thì chỉ là thời học sinh thoáng qua thôi. Mà ý là tại sao anh còn lưu giữ những cái tấm hình đó trong phòng? Anh muốn xem đó như là chiến tích của anh đúng không? Thực ra thì mỗi cái thứ trôi qua trong đời anh thì anh muốn lưu giữ lại như là một cái kỷ niệm. Đơn giản chỉ vậy thôi. Là anh vẫn còn luyến tiếc cái kỷ niệm đó? Nói luyến tiếc thì không phải, nó chỉ là một cái kỷ niệm mà mình lưu giữ lại để nhớ lại một cái thời tuổi trẻ, thời học sinh mà. Em quen anh xác gái vậy chắc em chết á. Lỡ em là người thứ 18 trong số những tấm hình đó của em sao? Đối với anh thì cái thời gian mình bên nhau bao lâu mình không quan trọng. Quan trọng là khi
khi mà mình ở bên nhau thì mình tốt với nhau là được. Anh có lo ngại về cái tính cách của em khi em tức giận không? Anh thấy là ai cũng có tật xấu thôi. Sinh ra thì không ai hợp nhau cả. Quan trọng là mình vì nhau mà cố gắng. Cảm giác bạn không có chủ động, không có gì hết mà bạn rất là rụt rè. Mình không hiểu tại sao bạn rụt rè như thế mà bạn vẫn cu được 17 cô gái cũng hay. Là tật xấu của anh là cái gì? Làm gì có tật xấu đâu. Tật xấu của anh là sát gái đúng không? Là mê gái đúng không? Gặp cô nào là hả? Thích cô đó đúng không? Đâu có, em chỉ thích mình em thôi mà. Ủa mới gặp lần đầu mà thích. Thích rồi. Vậy hả? Ừ. Anh có ấn tượng gì với em không? Em rất là xinh xắn này. Còn để mà mình biết sâu hơn thì mình phải có cái thời gian tìm hiểu nhau. Em hy vọng em không phải là người thứ 18 trong bộ sưu tập của anh. Mình muốn biết thì mình thử thôi, thử khám phá xem. Không đi sao mà biết đúng không ạ? Bàn bạc với mẹ. Có vẻ mẹ em không ưng cái tính cách đào hoa của anh. Không, chắc chắn mẹ em ưng anh mà. Nhưng mà thôi, đây là lựa chọn của em mà. Dạ. Cuối cùng thì sau bao nhiêu lựa chọn em vẫn chọn anh. Khi trò chuyện với bạn nữ thì tôi cũng cảm thấy có một chút rung động. Mình không có thiện cảm. Hy vọng là chúng tôi sẽ có một cơ hội nào đó để tìm hiểu nhau. Nếu như được chọn lại thì mình sẽ chọn bạn số 2. Nhưng mà tiếc quá. Có vẻ như Văn Quy rất thích Thanh Giang rồi, nhưng cô gái này lại không hề có cảm tình với anh mà có chút luyến tiếc với chàng trai đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Còn hai bà mẹ thì sao? Sau khi đã biết rõ bí mật của đối phương, hai mẹ sẽ có quyết định như thế nào? Đó là hai chiếc hộp màu đỏ. Vậy là màn kết đôi của hai gia đình đã không thành công rồi. Thật đáng tiếc quá. Mình đưa ra chiếc hộp màu đỏ đó là tại vì mình không muốn con gái mình có một cái mối quan hệ với một người con trai lăng nhăng như vậy. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, toán tánh khó dời. Cái người nào lăng nhăng thì tới già tới chết cũng sẽ lăng nhăng thôi. Lựa chọn của mẹ rất là đúng đắn và cũng rất là đúng ý của em. Tại vì em thì đặc biệt là không thích người con trai mà quá là đào hoa và kiểu nó sẽ không có cảm giác an toàn cho mình á. Rất là bất ngờ vì ở bên kia người ta cũng đưa ra một cái chiếc hộp màu đỏ như vậy. Chắc có lẽ là chị bên kia cũng không có chấp nhận được cái tính mà cái tính nóng nảy, cái tính hay đập đồ đạc của con gái mình. Em cảm giác bạn số 3 có một chút thích em mà mẹ bạn lại đưa ra chiếc hộp màu đỏ. Em không lường trước được việc mẹ bạn chính là người không ưng em. Hơi hụt hẫng một chút. Cứ nghĩ là mình với bạn nữ sẽ có một cái kết đẹp. Thật là một cái kết buồn và để lại nhiều tiếc nuối cho gia đình nhà gái. Đúng là ở đời mọi chuyện không như mình dự đoán. Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại bỏ đi thứ mà mình ưng ý nhất. Mẹ thấy chưa? Ngay từ đầu mình đã sai rồi mẹ. Nãy là con đã ưng số 2 rồi. Nhưng mà nghe mẹ giờ cũng tiếc quá à. Mẹ cũng nói thật với con là nếu như mà so với ba gia đình á, thật sự là mẹ cũng cảm thấy gia đình số 2 là tốt hoàn hảo. Mẹ nghĩ là gia đình nhà số 1 với nhà số 3 thì sẽ hợp với con hơn, sẽ tốt hơn. Nhưng mà sau hai vòng á thì mẹ thấy sự lựa chọn của mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ cũng tiếc quá à. Giờ mới làm sao? Cuối cùng cũng chọn màu đỏ hả? Ôi nhìn kìa, mẹ con Thanh Dầu đã quay trở lại chương trình. Điều thú vị gì sắp xảy ra đây? Chờ đón xem hai gia đình sẽ đối mặt với nhau như thế nào nhé. Nãy giờ tôi muốn ở phía trong tôi nghe là chị muốn chọn lại gia đình tôi, có phải không ạ?
Thật sự thì mình rất là bất ngờ luôn đó. Mình không nghĩ là gia đình số 2 còn ở lại sân khấu. Mình nghĩ là họ tự ái khi mà bị mình dừng cuộc chơi á. Tôi rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên vì tôi nghĩ là hai mẹ con chị đã về được lâu rồi. Tôi cũng nói thật là nãy giờ so với gia đình số 1 với gia đình số 3 thì tôi cảm thấy là gia đình nhà chị vẫn rất là ok. Tôi thừa nhận là tôi đã sai khi mà dừng cuộc chơi với nhà chị. Bây giờ gia đình chị chịu, tôi cũng không chịu. Vì sao? Chị biết không? Gia đình chị quá kén cá chọn canh. Loại, thấy gia đình nào cũng loại. Thứ hai là gia đình tôi cũng là một gia đình danh giá đàng hoàng. Con cái có công ăn việc làm và là người thành đạt. Biết bao nhiêu sự lựa chọn, không phải có một đám người đâu. Với lại nãy giờ tôi ở phía trong có nghe nói là con chị là cũng hay nóng tính đập đồ. Nếu con chị mà về làm dâu nhà tôi thì chắc tôi phải mua chén, dĩa, tất cả đồ đạc trong nhà bằng nhựa hết. Chứ không phải nó làm bể hết sao ạ? Rất bất ngờ, xin một câu hỏi quay lại. Nhưng mà lúc mà nghe cô này cũng có những cái tính cách trẻ con quá. Với lại cứ loại gia đình này và loại gia đình kia, cái suy nghĩ của mình lại không muốn chọn. Tôi nghĩ là cái khuyết điểm này á, con gái tôi nó sẽ thay đổi. Nếu như mà hai đứa nó thương nhau thì tôi nghĩ là cái khuyết điểm nó rất là đơn giản, con gái tôi nó sẽ làm được. Cho nên chị cứ yên tâm. Chị biết không, lúc mà nãy chị loại tôi đó, tôi cũng thấy hụt hẫng lắm, thất vọng, dằm trong tim. Thật sự tôi không biết nói gì hơn là ngoài lời xin lỗi chị. Chị lại loại gia đình tôi đầu tiên. Bây giờ tôi thất vọng, tôi cũng không đồng ý. Mình cũng đồng cảm với cái thái độ của chị đó. Nếu mà là mình thì mình cũng rất là buồn, mình cũng rất là giận. Mình hiểu và thông cảm thì đó. Sao mẹ? Con ân quá rồi. Con có để cho con lựa chọn lại lần nữa được không? Thật sự là con cũng, lúc nãy là con cũng rất là ưng. Tại vì một phút đường đột của mẹ con đã nghe lời mẹ. Con đã lựa chọn sai lầm. Con xin cô cho con cơ hội có thể tìm hiểu bạn nam được không? Chị cho tôi hỏi cháu một chuyện. Cháu cho cô hỏi là cháu có tình cảm gì với con gái của cô không? Thật sự lúc đầu thì cháu rất là có nhiều tình cảm với bạn này. Nhưng khi mà đã bị lỗi thì có ngồi dưới xem, mẹ cũng giận lắm, mẹ cũng đòi về. Nhưng mà nói mẹ thôi, cứ ngồi đó xem bạn nó như thế nào, có duyên thì mình sẽ kết nối lại. Thì sau khi ngồi dưới thấy bạn đó, cái cá tính bạn nó rất là mạnh mẽ, hay đập đồ này kia. Nói chung là giảm hết 70%, chỉ còn 30% thôi. Nhưng từ nãy giờ nghe bạn đó nói thì nói chung là cũng suy nghĩ lại cái gì. Con cũng thông cảm cho bạn đó còn trẻ, cái tư duy, cái suy nghĩ bạn đó còn cạn. Cho nên là con cũng chẳng đặt nặng cái vấn đề đó. Nhưng mà làm cái gì làm cũng phải thông với người lớn, tôn trọng ý kiến người lớn. Để thuyết phục mẹ ở lại chờ xem bạn đó tiếp tục thì một điều rất là khó khăn. Nhưng mà nói chung là bản thân mình cũng ngay từ đầu mình cũng say nắng bạn đó rất là nhiều. Cho nên là mình mới thuyết phục mẹ. Nhưng mà mẹ lúc đó là mẹ giận lắm, không đồng ý. Nhưng mà vì một cái con cái thì mẹ nói thương đâu gã đó, thì mẹ sẽ ngồi là ở cuối chương trình mẹ quan sát. Chị cho tôi hỏi lại lần cuối cùng, ý kiến của chị như thế nào ạ? Chị có thể vì hạnh phúc của con trai mình mà suy nghĩ lại không? Mẹ, tuổi trẻ nào cũng có sai lầm á. Với lại con thấy là ông bà xưa nó nói dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở băng sơn mới về. Thì biết đâu được, thì sau này nếu mà có duyên, sau này bạn này về làm vợ con thì để cho mẹ dạy từ từ. Đó, tôi thấy là rõ ràng là con trai chị cũng có tình cảm với con gái của tôi đó. Mình thấy con mình nó nói là nó cũng có tình cảm với lại cô bé này. Con cũng xin cho một cơ hội để mà tìm hiểu. Cha mẹ nào mà không thương con, mình đã hy sinh cho con cả cuộc đời, chỉ còn một ít, một thời gian này nữa thôi, thì chẳng lẽ mình lại không cho con mình nó được toại nguyện sao? Giờ ý chị sao? Con nhắm con dạy vợ con được không con? Nếu mà con dạy không được thì con với mẹ dắt
vợ con về trả là về nhà sản xuất là. Vậy thấy làm sao chị? Bây giờ gia đình tôi á làm giá rồi đó. Vậy mình cho hai đứa nhỏ nó tìm hiểu nhau đi chị ha. Thì cha mẹ nào mà không thương con, hạnh phúc của con là trên hết. Nếu con tôi đã lựa chọn thì tôi cũng đồng ý. Wow, thật may mắn khi cuối cùng mẹ con Thanh Giang đã thuyết phục được mẹ Lệ Thủy đồng ý cho đôi trẻ đến với nhau. Khi mà mẹ đồng ý và tạo điều kiện cho hai đứa tìm hiểu, cảm xúc đó mình rất là xúc động và chắc tối nay mình về mình ngủ không được đâu. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Liệu rằng đến giây phút cuối cùng này, một trong hai người có thay đổi quyết định để không tiến về phía cánh cửa tình yêu và kéo tấm rèm lên hay không? Như vậy thì màn kết đôi của họ sẽ vĩnh viễn tan vỡ. Tuyệt vời, Thanh Dầu đã dắt tay Thanh Giang bước qua cánh cửa và đi về phía trước rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận đến với nhau và mở ra một hành trình mới. Hạnh phúc quá Thanh Giang và Thanh Dầu ơi. Nó khi mà nắm được tay bạn nữ đó đi về phía bên mình và cái cảm xúc đó rất là kinh khủng. Và chẳng những như vậy mà được hôn lên má bạn đó nữa. Cảm xúc nó lưng lưng mà nó khó tả, nó nhưng lên rất là nhiều lần, khiến cho mình muốn phát điên luôn á. Cái lúc mà mình đang cảm thấy tiếc nuối và thất vọng nhất thì anh tới như là một cọng rơm cứu mạng mình vậy đó. Mình cảm thấy rất là vui, mình rất là bất ngờ và hạnh phúc vì anh lựa chọn ở lại với mình. Mình rất là cảm ơn anh. Dạ. Bao dung hết tất cả để cho hai con đến được với nhau. Và mình nghĩ là cái quyết định này của mình là đúng. Con cảm ơn trước tiên là mẹ tạo điều kiện cho hai đứa. Và cũng cảm ơn bác gái. Mong hai đứa sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều lần. Hy vọng tương lai em với anh Dầu tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Cuối cùng thì con gái mình cũng đã tìm được một người. Chẳng những con gái mình ưng ý mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy rất là hài lòng nữa. Mẹ chúc cho các con có một tình yêu đẹp, chẳng những đẹp mà còn lâu dài, bền vững. Sau tất cả thì chương trình cũng đã khép lại với màn ghép đôi vô cùng thành công của Thanh Giang và Thanh Dầu. Mong rằng ở những tập tiếp theo chúng ta sẽ có những cái kết đẹp hơn thế nữa. Đừng bỏ lỡ chương trình Căn Phòng Bí Mật để đón xem nhiều điều bất ngờ và thú vị khác nhé. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.